constant is time. Nó là tính từ, đó là quy định. Còn chuyển qua thành noun là danh từ, đó là constancy. Constancy. Ok, là sự quy định. Đó, nhớ nhờ. Rồi, người đọc đi. Constant. Đúng rồi, nhớ trên sự găm tay cuối là constant. Rồi, constancy. Ok. They take up an interest. Okay. Here. Take up an interest. An interest. Alright. Take up an interest. Là take up an interest. Cảm thấy hứng thú. Đúng rồi. Cảm thấy hứng thú. Đúng không? Qua hai ngày thích hợp là interest là có một cái thú vui. Có một cái thú vui, nhớ nha. Làm có một cái thú vui, có thể xuân sai một ít. Enthusiasm. Sự nhiệt tình nha. Enthusiasm. Enthusiasm. Nhớ cái này. Rồi, nó đang là danh từ. Rồi, tính từ đó là enthusiasm. Đó, enthusiastic, đó là tính từ, nhớ nha. Nhiệt tình. Enthusiastic, nhiệt tình. Enthusiasm, sự nhiệt tình. Ok. Rồi. But I soon try a bit. Rồi. Buồn chán mọi điều gì đó là to be tired. Tired of. Cái điều gì đó, something. Ví dụ như là tôi chán chơi game thì sẽ nói sao? I am tired of playing game or playing game. Yeah. Okay. Okay. Right. Right. The attraction. Attraction. Vậy. Sự cuốn hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn. Attraction. Rồi. Nó đây là gì anh? Cải từ nó là gì? Attraction. Đúng rồi. Danh từ nào? Rồi. Vậy còn chuyển qua thành là động từ nó là gì? Attract. Rồi. Attract. Rồi, đó là động từ. Rồi, còn chuyển qua thành tính từ thì là gì? Attractive. Đúng rồi. Attractive. Rồi, còn gì đâu? Theo cái tính từ, còn theo cái attractive. Đúng rồi. No. Attraction đó. Cái này là nào? Attractive nha. Yeah. Attractive. Thêm ED vô. Rồi, attracting. Cái trong mặt cái nhân rồi. Attracting. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Search, changeable. Đúng rồi, dễ bị thay đổi. Changeable. Nó là lại từ gì không? Đúng rồi, đánh đầu. Để anh nói tìm. Ok. Uncertain nhờ. Là đúng rồi, không có chắc chắn. Uncertain, không chắc chắn, cũng là tính từ luôn. Đó, people are incapable of, có giá rất là nổi. Lifelong friendship, tình bạn lâu dài rồi. Ok, và tiếp tục, để tiếp theo. Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal to each other. And they must know each other so well that there can be no suspicions. No suspicions between them. We do not think much of people who readily believe rumors and gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumors can never be good friends. Rồi, thì đọc lại. Two friends must be loyal to each other.